Đội tuyển Bỉ tiến tới trận đấu thứ hai giai đoạn vòng bảng của World Cup 2022 với không ít những hoài nghi sau chiến thắng có phần nhọc nhằn trước Canada ở ngày ra quân. Bàn thắng duy nhất của Michy Batshuayi chắc chắn là không đủ để che lấp sự thật rằng thế hệ vàng của Quỷ Đỏ châu Âu đang bị yếu tố tuổi tác ảnh hưởng. Để rồi một Maroc đầy quyết tâm và nhiệt huyết đã thực sự phơi bày cho tất cả thấy rằng đây không phải đội tuyển Bỉ có thể thực sự thách thức cho chức vô địch của World Cup 2022. Trước thêm trận đấu thứ hai với Maroc ở giai đoạn vòng bảng, tiền vệ Kevin De Bruyne đã thẳng thắn chia sẻ: "Không còn cơ hội vì chúng tôi đã quá già. Tôi nghĩ cơ hội của chúng tôi là vào năm 2018. Chúng tôi đã mất quá nhiều cầu thủ quan trọng." Đó là những gì mà ngôi sao sáng nhất của tuyển Bỉ lúc này chia sẻ về cơ hội mà đội tuyển của Anh có thể lên ngôi tại vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar. Có lẽ sẽ có không ít những cổ động viên phải đặt ra câu hỏi rằng tại sao một trụ cột, một thủ lĩnh tinh thần như De Bruyne lại đánh giá thấp đội nhà đến vậy? Nhất là trong bối cảnh họ mới có được chiến thắng trong ngày ra quân và sở hữu trong tay một lực lượng được đánh giá cao bậc nhất bảng F ở thời điểm hiện tại. Nhưng có lẽ chỉ một người trong cuộc như De Bruyne mới thực sự hiểu được thực lực cùng những vấn đề mà đội tuyển Bỉ đang gặp phải ở thời điểm hiện tại. Hãy nhìn vào vấn đề dễ nhận thấy nhất ở đội hình xuất phát của tuyển Bỉ trong trận đấu với Maroc và cũng là điều mà De Bruyne muốn nói tới. Độ tuổi trung bình của các học trò huấn luyện viên Roberto Martinez lên tới con số 30,5 tuổi, già hơn hẳn 3 tuổi so với đối thủ của mình là những cái tên tới từ châu Phi. Có tới 7 cái tên trong đội hình của tuyển Bỉ đã cán mốc 30 tuổi và đó đều là những trụ cột quan trọng của Quỷ Đỏ trong suốt những năm vừa qua như De Bruyne, Eden Hazard, Vertonghen cùng thủ thành Thibaut Courtois. Những gương mặt còn lại như Thorgan Hazard hay Batshuayi thậm chí cũng đã 29 tuổi và chỉ có duy nhất Amadou Onana được xếp vào diện tài năng trẻ ở độ tuổi 21. Nhưng Onana cũng sẽ không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng do nhận đủ số thẻ vàng. Nhìn vào những cái tên đã luống tuổi có mặt trong trận đấu với Maroc, có lẽ người hâm mộ cũng sẽ bất giác nhận ra rằng chúng ta vừa trải qua một thập kỷ của một trong những thế hệ vàng tài năng nhất của bóng đá thế giới. Khởi nguồn từ World Cup 2014, dàn cầu thủ tài năng của Quỷ Đỏ đã băng qua ít nhất 4 giải đấu lớn khác nhau để khẳng định được vị thế của mình và tìm kiếm chỗ đứng trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng trong giải đấu lớn thứ 5 liên tiếp mà họ tham dự tại Qatar, màn trình diễn trước Maroc lại không thực sự thuyết phục được kể cả những cổ động viên lạc quan nhất của đội bóng này. Một hệ thống rời rạc thiếu sức sống có lẽ là điều ai cũng có thể nhận ra sau những gì mà đội tuyển Bỉ đã thể hiện trước đội tuyển Maroc. Bất chấp việc kiểm soát tới 70% thời lượng kiểm soát bóng trong hiệp thi đấu đầu tiên, thì sau cú sút của tuyển Bỉ cũng chẳng thể giúp họ mang về nổi một bàn thắng trước đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều. Tấn công nhiều nhưng lại không thể có được bàn thắng. Những tín hiệu chẳng lành đến với đội tuyển Bỉ khi bàn thắng không được công nhận của Hakim Ziyech ở những giây cuối cùng của hiệp 1 giống như điểm báo rằng hiệp 2 sẽ chẳng có gì dễ dàng cả. Để rồi Maroc đã thực sự cho thấy sự quyết tâm của mình để có thể tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng một kỳ World Cup kể từ năm 1998. Trong khi đó ở phía đối diện, Quỷ Đỏ của châu Âu vẫn đang giữ cho mình thành tích bất bại ở vòng bảng World Cup kể từ năm 2002. Nhưng màn trình diễn ở 45 phút tiếp theo của các học trò huấn luyện viên Roberto Martinez lại không cho thấy vẻ gì là họ muốn giữ vững thành tích đó. Bàn thắng của Romain Saïd dành cho Maroc ở phút thứ 73 tưởng chừng như sẽ trở thành liều thuốc khiến cho bản lĩnh của tuyển Bỉ bừng tỉnh, thì có lẽ càng kỳ vọng cũng sẽ chỉ đem lại thêm những thất vọng. Trong bối cảnh bị dẫn trước, dường như những cổ viên không nhận ra bất kỳ một sự phản kháng cũng như tín hiệu nào cho thấy đội tuyển Bỉ có thể lội ngược dòng trước đại diện tới từ châu Phi. Để rồi bàn thắng của Abu Khan ở phút thứ 90+2 có thể xem như là dấu chấm hết không chỉ của trận đấu, mà hoàn toàn có thể là dấu chấm hết cho thế hệ vàng của đội tuyển Bỉ. Đến lúc này, có lẽ người hâm mộ đã phải thực sự đặt ra câu hỏi về phong độ cũng như sức mạnh thực sự của đội tuyển Bỉ ở thời điểm hiện tại. Nên nhớ rằng đây là tập thể đã đứng đầu bảng xếp hạng FIFA xuyên suốt gần 4 năm, từ tháng 10 năm 2018 cho tới tháng 2 năm 2022. Một tập thể luôn được đánh giá rất cao nhờ vào những cá nhân kiệt xuất trong đội hình. Cho tới thời điểm hiện tại, Quỷ Đỏ của huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn đang có cho mình vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA với số điểm tích lũy an toàn so với cả những ứng cử viên hàng đầu khác của World Cup năm nay là Pháp hay là Argentina. Do đó không khó để nhận ra được sự kỳ vọng của người hâm mộ và những màn trình diễn của tuyển Bỉ ở giải đấu có thể coi là cuối cùng cho thế hệ vàng của tập thể này. Nhưng ngay từ trận đấu ra quân, sự thiếu thuyết phục trong lối chơi của tuyển Bỉ đã trở thành một hồi chuông cảnh báo đối với Quỷ Đỏ trong một kỳ World Cup đã có quá nhiều những bất ngờ. Lúc này viễn cảnh phải dừng bước ngay tại vòng bảng của đội tuyển Bỉ đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi họ sẽ phải đối đầu với Croatia. Đội bóng cũng sẽ rất cần điểm để nắm chắc trong tay tấm vé tiến tới vòng knockout. Croatia tại kỳ World Cup 2022 cũng không phải là một đội tuyển trẻ trung
khi mà độ tuổi trung bình của đội bóng này trước Canada ở trận đấu diễn ra lúc 23 giờ cũng lên tới con số 29,5 tuổi. Nhưng khác với người hàng xóm ở châu Âu, Luka Modric cùng các đồng đội đã thực sự thể hiện được đẳng cấp của nhà đương kim Á quân World Cup với cú lội ngược dòng ngoạn mục trước sự trẻ trung của Canada. Đội tuyển Bỉ lúc này có lẽ cũng hiểu rằng trận đấu với Croatia sẽ mang ý nghĩa không gì khác một trận chung kết nếu như họ không muốn rời ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay ở giai đoạn vòng bảng. Tôi đoán rằng chúng tôi tấn công tệ vì hàng tiền đạo cũng đã quá giả. Tôi không nghĩ đội bóng của mình có thể tạo ra bất kỳ một cơ hội nào. Đó là những gì mà trung vệ kỳ cựu Jan Vertonghen đã chia sẻ sau trận thua có phần bất ngờ cho Mà Rốc. Nhưng lúc này, sự thật phũ phàng rằng tuyển Bỉ đang gặp phải những vấn đề về tuổi tác không còn là những chia sẻ của riêng De Bruyne, mà một người đồng đội khác cũng đã phải thực sự thừa nhận điều đó. Nhưng theo nhận định của cựu danh thủ Pablo Zabaleta, việc những cầu thủ Bỉ tự đánh giá thấp bản thân mình chính là vấn đề khiến họ không thể có được phong độ tốt tại World Cup lần này. Vấn đề mà tôi nghĩ Bỉ đang vướng phải chính là việc các cầu thủ nghĩ rằng bản thân họ không còn là một tập thể như trong quá khứ. Đó không phải tinh thần mà bạn nên mang đến World Cup. Họ vẫn có những cầu thủ đủ tốt để đánh bại bất kỳ ai. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, vấn đề mà đa số các cầu thủ của Bỉ đều đang gặp phải và đè nén lên đôi chân của họ chính là tinh thần. Họ đang mang trên mình áp lực về việc phải giành được chiến thắng khi đã được gắn cho cái mác thế hệ vàng suốt những năm qua. Khi một đội tuyển sở hữu cho mình quá nhiều những ưu thế về mặt con người thì đồng nghĩa với việc áp lực mà họ phải đối mặt cũng sẽ lớn không kém. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã bị ám ảnh bởi nỗi sợ thất bại. Tôi thấy tất cả mọi người đều đã làm việc rất chăm chỉ trên sân tập nhưng lại không thể thấy hình ảnh tương tự khi ở trong trận đấu. Đó là sự thừa nhận của chính huấn luyện viên Roberto Martinez sau thất bại có phần bạc nhược trước đại diện của châu Phi ở lượt trận thứ hai của vòng bảng. Ông hiểu rõ rằng các cầu thủ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn ra sao và chính bản thân ông cũng đang phải lãnh trọng trách nặng nề như thế nào. Là thế hệ vàng của bóng đá Bỉ, là đội bóng xếp thứ hai theo bảng xếp hạng của FIFA, sẽ là một thảm họa nếu như Quỷ Đỏ bị loại khỏi World Cup chỉ sau 3 trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Như đã nói, đội tuyển Bỉ sẽ buộc phải có được chiến thắng trước Croatia nếu như muốn nắm chắc trong tay tấm vé đi tiếp vào vòng sau. Bởi lúc này, Luka Modric cùng các đồng đội đã có được 4 điểm bằng với Maroc và đang cùng đại diện của châu Phi chia nhau vị trí đầu bảng. Chỉ một chiến thắng mới có thể giúp cho Bỉ lấy lại được vị thế của mình, lấy lại được hình ảnh của đội bóng đã từng là nỗi ám ảnh với mọi đội tuyển quốc gia trên thế giới. Bản thân ông Martinez có lẽ cũng đang cảm nhận được áp lực với bản thân là lớn ra sao sau khi ông đã nắm trong tay trọn vẹn thời kỳ đỉnh cao của thế hệ sáng giá bậc nhất của bóng đá thế giới. Việc bóng đá Bỉ đang thiếu đi tính kế thừa từ thế hệ kế cận cũng đồng nghĩa với việc vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cần phải tạo nên một cột mốc đặc biệt dành cho thế hệ vàng này của Bỉ trước khi mọi thứ đi vào quê lãng. Thất bại trước Maroc vẫn chưa phải dấu chấm hết dành cho Quỷ Đỏ tại World Cup năm nay. Nhưng rõ ràng Croatia sẽ là một đối thủ còn khó chịu hơn rất nhiều so với những gì Maroc đã thể hiện ở trận đấu vừa qua, và tuyển Bỉ sẽ cần phải thi đấu với 200% sức lực nếu như muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng họ thực sự là một ông lớn trên bản đồ bóng đá thế giới. Đối với những khán giả của bình luận viên Anh Quân, các bạn có thể tham dự ở chương trình dự đoán cùng tôi và WeScan để nhận những phần quà thực sự thú vị ngay sau đây. Hãy nhớ nhé, ngày nào cũng sẽ có dự đoán về những ngày thi đấu ở World Cup và mong rằng là các bạn sẽ nhận được những phần quà đó.